Hello, xin chào tất cả các bạn nha, đã đến channel của Đoàn nha. Thì hôm nay là một buổi chiều nè các bạn. Thì hôm nay Đoàn sẽ chia sẻ về video là đi gài bẫy chuột nha các bạn. Thì kỳ trước có bạn tên có cái kênh là Úc Ý TV đó các bạn đó, thì có chia sẻ hỏi mình cái bình luận là anh có thể là chia sẻ cách bẫy chuột gì đó các bạn, cách bẫy chuột hay quá bằng mọi gì đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái mồi đó. Hôm nay mình sẽ gài bằng cái mồi gì và cách bẫy như thế nào đó các bạn. Rồi mời các bạn cùng theo Đoàn ha, để đi bẫy thôi nha. Hiện tại Đoàn đang đứng ở một cái cánh đồng mà đã gặt rồi các bạn đó. Cánh đồng này đã gặt và hiện tại thì đang trong mùa nước lũ nha các bạn đó. Thì phía trên này là một cái con đê đó, cái bờ đê để người dân đi nè các bạn. Thì hôm nay Đoàn sẽ gài bằng cái lồng mà gài chuột nha các bạn. Đó, lồng gài chuột là như thế này nè các bạn ơi. Nó các bạn nhìn thấy kỹ không, nó sẽ như thế này ha. Và mồi hôm nay của Đoàn đặt đó chính là dừa nha các bạn, một cái miếng dừa. Cái lồng của mình thì cũng như bao lồng khác thôi các bạn đó. Thì mình sẽ đặt ở trong cái lồng này là một cái miếng dừa nha các bạn. Trái dừa khô của mình á, mình ấy ra nha đó. Thì mồi cũng đơn giản là bằng cái miếng dừa khô các bạn đó. Các bạn cắt nhỏ ra, mình gắn ở trong đó thì mình gài thôi. Rồi thì hiện tại thì ở ngoài đây là không còn lúa các bạn, đã nước lũ rồi. Cho nên là những chú chuột của mình nó sẽ lên những cái cây đó. Thì hôm nay Đoàn sẽ đặt ở trên những cái cây nha các bạn, giống như là những cái cây dừa nè, cặp cái bờ ruộng nè, nó các bạn thấy không, hoặc những cái lùm cây đó, những cái cây dừa như thế này nè đó, mình sẽ đặt ở trên những cái tàu dừa và những cái nhánh cây. Tại vì mùa lũ thì chuột sẽ không còn ở ngoài ruộng lúa nữa đó. Thì chuột sẽ vào trên ở những trú ẩn trên những cái cây đó. Rồi ban đêm chuột sẽ ra kiếm ăn kiếm mồi để sinh sống đó các bạn. Rồi hôm nay mời các bạn cùng Đoàn để đi đặt những cái gài chuột và Đoàn sẽ chia sẻ mình gài như thế nào nha. Rồi Đoàn sẽ đi len lỏi theo mấy cái bờ ruộng bờ đê nè các bạn. Đó, mình len lỏi theo những cái cây dừa để mình đặt trên những cái cây dừa này nha các bạn. Đó, thì buổi chiều màn hôm thì nhìn cái cảnh rất là đẹp đó các bạn. Do điện thoại mình nó không được lấy nét xa được nên là bạn nhìn nó không có được đẹp lắm. Gài dưới đất nữa các bạn, nó tùy theo mình gài theo đường mòn ở dưới đất cũng được. Tìm những cái bẹ như này các bạn, bẹ lá vậy nè, cái đường đi vậy nè, mình gài. Đó thì đoàn gài ở trên nó bẹ dừa nè các bạn. Đó thì những con chuột ở trên bẹ dừa này đi tối gian lòng vòng thì nó sẽ bắt gặp cái mồi của mình đó, nó sẽ vào bẫy thôi các bạn. Bằng cái tay kia quá, mình thấy cũng dính là cũng khá cũng nhiều quá. Như đây lát mình bằng mệt xỉu luôn. Sẽ bắt đầu thăm một cái đầu tiên ở đây nha các bạn. Để mình coi vô. À vô các bạn ơi, chín một con rồi. Để mình zoom lại nha. Cái này mình đặt ở dưới đất. Đó, nằm tuốt dưới đó các bạn.
bắt nó đi. Dạ dạ. Rồi, chục cơm. Rồi, đây một con đầu tiên. Đó, các bạn thấy không? Ngon lành cành đào nha. Đó. Được một con đầu tiên các bạn ơi. Rồi, thì trong đây có một cái nha các bạn. Để mình coi có dính. Rồi, dính rồi các bạn ơi. Dính rồi, dính rồi. Rồi. Chuột này nhỏ các bạn ơi, chuột cơm, chuột dừa. Đó. Đó thì mình gài trên cây nè, mấy cái này mình gài trên cây nha các bạn. Thì trong cái đám lá này mình có gài hai cái đó các bạn. Mình thăm thử. Rồi cái đầu tiên dưới đây nó sụp bẫy nhưng mà sao nó không có vào các bạn ơi. Bẫy nó đã sụp nhưng mà không vào. À, cái trên này dính rồi các bạn ơi. Cái trên này dính rồi. Các bạn thấy không? Thì mình lấy ra cho các bạn cùng xem nha. Mình gài trên cái bùi dừa nước. Đây, thấy không? Thì đặt hai cái dính được một cái các bạn. Đó. Con chuột vàng ống nè các bạn, da nó vàng ống luôn thấy không? Đây thì trong quá trình toàn đã đặt thì đi thăm về thì được mấy dính mấy con rồi các bạn ơi. Có cái đó bị rớt nước nên là nó chết. Còn mấy con này còn sống. Thì video này đoàn hướng dẫn cho các bạn là đã hướng dẫn cho các bạn là cách đặt chuột như thế nào và mồi chuột bằng cái gì các bạn. Thì đoàn từ các bạn coi từ video lúc đầu đó thì đoàn làm mồi dừa các bạn ơi. Mình chỉ đặt mồi dừa thôi, dễ kiếm, và cách đặt thì mình chỉ đặt len lỏi theo những cái dấu mòn hoặc là mình đặt ở trên cây các bạn. Bị mùa nước nổi này thì thường sẽ đặt trên cây. Đó, nó miếng chuột nó ở dưới đất thì nó ướt hết rồi, không có chỗ trú ẩn, nên ở lên cây thì mình dựa vào những cái đặc điểm như thế đó thì mình đặt sẽ dính chuột thôi các bạn. Đó, thì cái này cũng là một cái đủ một bữa ăn để miền Tây đó các bạn thấy không. Nó đó, mình đặt qua đêm thì sáng lại mình đã có đồ ăn rồi nè các bạn thấy không. Chuột này thì mình ở dưới quê mình bán cũng mấy chục ngàn ký nha các bạn. Thí dụ mình đặt ở vườn ở nhà thì khoảng 60, còn mình mua ở ngoài người ta bán lại ở tiệm các bạn thì người ta sẽ có lời hơn các bạn, thì tầm 80 hoặc là 90, chuột lựa là 90 các bạn. Đó, tùy theo thời điểm. Rồi tiết hôm nay thì cũng không có được đẹp lắm các bạn, cho nên là đoàn không quay những cái cảnh nào đẹp cho các bạn cùng coi nha. Tại trời hôm nay cũng chuyển mưa quá các bạn ơi. Đó, đoàn sẽ quay một cái khung cảnh bầu trời cho các bạn cùng xem thôi. Đây là lá chầu nè các bạn. Lá chầu nhà mình trồng. Này dừa. Dừa giống.